Tử vi tuổi Nhâm Thìn 1952, tháng 7 âm lịch. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, các chuyên gia phong thủy cho rằng tháng 7 này sẽ có một số con giáp gặt đi hái được nhiều may mắn, thành công, đặc biệt trong đó có người tuổi Nhâm Thìn. Họ là một trong những con giáp may mắn bậc nhất về con đường tài lộc trong tháng 7 âm lịch. Quý vị thân mến, để biết được vận mệnh của một con người cần phải dựa vào những yếu tố mà các chuyên gia tử vi học có thể dự đoán. Trong tháng 7 âm lịch, tháng mà dân gian vẫn gọi là tháng cô hồn, tháng của cô hồn, quỷ dữ. Vậy mà những người tuổi Nhâm Thìn vẫn được bình an, may mắn, thậm chí tài lộc ùn kéo đến, sức khỏe dồi dào. Để biết được tại sao những người tuổi Nhâm Thìn lại có những may mắn như vậy, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe các chuyên gia phong thủy luận giải về tử vi của các cát hung, nạp vận cho gia chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952 trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân nạp âm sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch 11 tháng 7 tới ngày 18 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Mậu Tuất, nạp âm Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch 23 tháng 7 tới ngày 30 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Canh Tuất, nạp âm Thoa Xuyến Kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Thìn trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày âm lịch mùng 10 tháng 7 tức ngày 17 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Đinh Dậu. Ngày âm lịch 22 tháng 7 tức ngày 29 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Kỷ Dậu. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm 2021, Nhâm Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Nhâm Thìn. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 trong tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Tính cách người tuổi Nhâm Thìn có nạp âm là trường lưu thủy, thường rất sôi nổi, hiếu động, không thích ngồi một chỗ hay không làm việc gì cả. Họ ưa cuộc sống biến đổi, nhiều thay đổi nên hay đi đây đó, đi chơi, du lịch, ra ngoại. Người này cũng rất thích làm việc hay nói chuyện với người khác, có niềm đam mê với thể thao. Do nội tâm luôn biến động, đầu óc nhanh trí, linh hoạt nên những người tuổi Nhâm Thìn mệnh trường lưu thủy học rất giỏi các môn toán, khoa học tự nhiên. Thói quen suy nghĩ,
Tư duy của họ cũng giống như một chất gây nghiện, tựa như chính những dòng chảy dài đến vô tận. Người tuổi Nhâm Thìn, mệnh trường lưu thủy, có đức tính siêng năng, miệt mài cùng một dòng sông trở nặng phù sa, bồi đắp cho cuộc đời đầy hoa thơm trái ngọt. Cảm xúc của người này cũng rất linh hoạt, đa dạng, có nhiều cung bậc khác nhau. Nhâm Dương Thủy gặp Bính Dương Hỏa là thất sát, thiên quan. Trong ngày này, gia chủ tuổi Nhâm Thìn nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu, người tuổi Nhâm Thìn công việc không mấy suôn sẻ. Tuy vậy, ở độ tuổi này, Nhâm Thìn cũng không nên quá kỳ vọng vào sự nghiệp hay tiền tài. Bản mệnh đã vất vả cả cuộc đời, thời gian này nên dành để cho bản thân và gia đình, sum vầy bên con cháu, hưởng thụ tuổi già. Về sức khỏe, người tuổi Thìn sinh năm 1952 cần chú ý đến các căn bệnh tuổi già có thể quay lại. Bản mệnh cần giữ cho mình thái độ, tinh thần lạc quan, khám sức khỏe định kỳ, tập luyện bài tập thể dục, thể thao phù hợp với độ tuổi. Sự nghiệp của người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Tử vi tháng Bình Thân năm Tân Sửu cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Tháng này, người tuổi Nhâm Thìn có thể mong đợi nhiều may mắn để kiếm tiền so với các tháng trước. Tuy nhiên, người tuổi Nhâm Thìn đã bước vào tuổi trung niên, một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe quan trọng hơn tất thảy. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho bản mệnh, giúp mọi người nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Song không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp đối với những người làm lãnh đạo. Kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cương rắn của bản mệnh rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, bản mệnh nên tham gia các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bản mệnh lấy lại tinh thần. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Nhâm Thìn để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tháng này có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bản mệnh sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà chưa bao giờ đạt được. Tuy nhiên, mọi người cũng cần chú ý vì còn có dấu hiệu phá tài. Nếu không biết cân đối tài chính thì tiền sẽ không cánh mà bay, bản mệnh cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bản mệnh cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Thứ ba, sức khỏe của người tuổi Nhâm Thìn. Sức khỏe người tuổi Nhâm Thìn trong tháng này không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của người tuổi Nhâm Thìn có phần không được tốt như các tháng trước, do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm, có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi dạ, nhưng cũng là do bản mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Gia chủ tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Nhâm Thìn sinh năm 1952. Về tình duyên, cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh bản mệnh giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái.
mọi người đã bên nhau hơn nửa đời người, bản mệnh đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ, chồng, để hai mối quan hệ của hai người được tốt hơn, đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo ý mình. Trên đây, Kinh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với gia chủ về luận giải vận trình tuổi Nhâm Thìn trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị thời gian qua đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Mọi người đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Chúc mọi người luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống.